Và đây là món cinnamon girl. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món cocktail mang tên là Cinnamon Girl. Món này được xem giống như là một cái tiki version của món classic margarita. Và đây là một món được lấy ý tưởng của Brad Ferrin ở quán bar tên là Dead & Co. Và cái sự kết hợp giữa quế và cam nó làm đẩy lên cái mùi của tequila rất là nhiều. Đồng thời là mình sẽ xài thêm một xíu rum nữa để mang hơi hướng tiki đến gần hơn với lại cái món này. Ok, mình sẽ bắt đầu pha nha. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Rồi, và về thành phần của món này thì nó giống như một món twist của classic margarita. Thì margarita không thể nào thiếu được cái mùi của tequila ha. Nên mình sẽ cần Mezcal Reposado tequila. Các bạn có thể xài bất kỳ brand nào cũng được. Hôm nay mình sẽ xài Jose Cuervo. Tiếp theo là một chai aged rum. Aged rum thì mình sẽ xài một ít để mà tăng cái hương vị của tequila lên. Đồng thời mình sẽ cần một ít cam, khoảng 2 miếng, 2 lá cam để mình dầm, một ít chanh, một xíu sugar syrup và đồng thời cuối cùng là một xíu cinnamon syrup. Ok, và cuối cùng mình sẽ cần thêm một xíu orange bitter nữa. Mình sẽ xài khoảng một dash để cân bằng với vị ngọt vị chua. Ok, bắt đầu pha đó các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ ướp ly và ướp shake luôn nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của tequila. Rồi, sau đó là khoảng 7.5ml của aged rum. Tiếp theo là 22.5ml của lime juice. Rồi. Sẽ cho vào đây là khoảng 7.5ml của sugar syrup và khoảng 15ml của cinnamon syrup. Cinnamon syrup này các bạn pha như thế nào, các bạn nấu nước cinnamon trước, tức là các bạn nấu nước nóng và các bạn bỏ cinnamon vô là quế á, rồi sau đó các bạn để đó trong vòng khoảng 15 đến 20 phút để mà cái nước nóng nó có thể lấy được cái mùi của cinnamon, mùi của quế, sau đó các bạn sử dụng nước đó để pha syrup. Các bạn có thể pha theo tỷ lệ 2:1 hoặc 1:1 đều được hết. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho hai cái miếng cam vào đây ha, và sau đó mình sẽ lấy cây mình dầm. Rồi, mình thử luôn nha. À, cuối cùng thêm một dash của orange bitter này. Ngon. Rồi, mình sẽ bỏ đá và lắc lên nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ lấy ly, mình sẽ sử dụng đá bào. Mình xài đá bào cho món này. Thường tiki á, những món tiki các bạn sẽ thấy là mình sẽ thường xài đá bào rất là nhiều.
mình sẽ double strand này. Sau đó mình sẽ thêm đá bào lên. Rồi, mình trang trí bằng một miếng chanh khô và đồng thời là một miếng cinnamon. Rồi. Và đây là món cinnamon girl. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử nó nha. Mới nãy thì mình không có thêm muốn lũa vô, nhưng mà mình thấy tự nhiên thấy không nó thiếu thiếu gì đó, cho nên là mình thêm một hai nhành húng lũa vô để cho nó kiểu nó giống tiki một xíu, và lại nó không có bị, tại vì cái ly này nó màu vàng rồi á, và mấy cái garnish cũng màu vàng luôn, cho nên là nó hơi bị chìm một xíu, nên mình thêm một ít mint vô để nó đẩy cái phần trang trí lên. Dễ uống, mùi con tiki là rất là rõ, tại vì mình xài đây 60ml lận. Và mùi cam, mùi vỏ cam, khi mà mình dầm á, cái mùi vỏ cam rất ra rất là nhiều, và nó cái mùi của cinnamon thì nó không quá nhiều, nó hơi nhẹ thôi. Lần sau thì nếu mà các bạn sử dụng công thức này á, thì các bạn không cần phải xài sugar syrup luôn, các bạn xài thẳng hết cinnamon syrup luôn để đẩy cái mùi cinnamon lên cho nó thơm, đồng thời là nó có hơi thoang thoảng nhẹ mùi của rum nữa. Hơi đơn giản nhẹ một cái rum, và những bạn nào mà kiểu thích những cái món kiểu tequila của tequila thì hoặc là các bạn là một fan của margarita thì các bạn nên thử mấy món này. Nó hơi khác một xíu so với margarita, nhưng nó vẫn giữ được cái nét của margarita, đó chính là mùi cam, là mùi của tequila và mùi của lime juice. Và đây là món cinnamon girl. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Nhớ nhấn like, share và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.